Trái đất hiện nay là hành tinh duy nhất được biết có chứa nước ở dạng lỏng. Đại dương tạo điều kiện cho mọi dạng sống trên trái đất tồn tại, và nó có màu xanh lam khi nhìn từ không gian. Video này khám phá sự rộng lớn và hùng vĩ của những vùng nước ấn tượng này. Không thể phủ nhận, đại dương là một nơi có thể vừa yên tĩnh vừa sôi động cùng một lúc. Tầm quan trọng của đại dương khiến bạn kinh ngạc. Chúng trải dài trước mắt chúng ta, dường như vô tận trong sự rộng lớn đến mức ấn tượng, gợi lên một cảm giác kính sợ, uy nghiêm. Đứng trên bờ biển, nhìn ra đường chân trời, nơi bầu trời gặp đại dương, chúng ta không thể không cảm nhận được mối liên hệ sâu sắc với một điều gì đó vĩ đại hơn chính bản thân mình. Bề mặt hành tinh của chúng ta, với yếu tố chủ đạo là những đại dương hùng vĩ trải dài ngút tầm mắt, bao phủ hơn 70% bề mặt trái đất. Các đại dương chứa một lượng nước dồi dào không thể tưởng tượng được. Khối lượng chung của chúng được ước tính là 1,3 tỷ km khối, chiếm 97% tổng lượng nước trên trái đất. Đó là một con số lớn đến mức khó có thể hiểu được. Các đại dương không chỉ giới hạn ở một khu vực hoặc bờ biển cụ thể, chúng bao trùm toàn bộ địa cầu, kết nối với các lục địa và định hình cấu trúc của hành tinh chúng ta. Dải nước xanh lam này liên kết những vùng đất xa xôi, kết nối các nền văn hóa và văn minh trong suốt lịch sử. Sự rộng lớn của chúng không có giới hạn, mang đến cảm hứng khám phá và khơi dậy tinh thần phiêu lưu của con người. Những đại dương này thực sự được kết nối với nhau như một khối nước khổng lồ. Các nhà hải dương học đã chia đại dương thành Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Nam Đại Dương và Bắc Băng Dương, lần lượt từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương hợp nhất thành vùng nước băng giá quanh Nam Cực. Màu sắc luôn thay đổi của đại dương càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của chúng. Từ màu xanh lam đậm của vùng nước rộng lớn đến màu xanh ngọc gần bờ biển. Và thậm chí cả màu xanh ngọc lục bảo của vùng nước nông ven biển. Màu sắc của đại dương tạo nên một cảnh tượng thị giác tuyệt đẹp. Chúng thay đổi và biến hóa nhờ sự tác động của ánh sáng và sự tương tác của nhiều yếu tố khác nhau như độ sâu, trầm tích và sinh vật biển, tạo nên một kiệt tác không ngừng phát triển. Ở độ sâu của đại dương là một thế giới đa dạng sinh học đầy quyến rũ. Các rạn san hô với màu sắc rực rỡ và hình dáng phức tạp giống như những khu vườn dưới nước tràn ngập sức sống. Chúng mang đến một khung cảnh mê hoặc với một loạt các sinh vật biển, từ những đàn cá nhiệt đới rực rỡ màu sắc đến điệu nhảy duyên dáng của hải quỳ và sự đung đưa tinh tế của khu rừng tảo bè. Sự đa dạng và lộng lẫy tuyệt đối của sinh vật biển góp phần tạo nên vẻ đẹp không thể phủ nhận của đại dương. Các đại dương cũng sở hữu một cảm giác yên bình thực sự mê hoặc. Sự lên xuống nhịp nhàng của thủy triều, tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ và âm thanh êm dịu của những chú hải âu trên đầu tạo nên một bản giao hưởng thanh bình. Nó mang đến cảm giác tôn nghiêm, nơi người ta có thể tìm thấy niềm an ủi và khoảnh khắc nghỉ ngơi sau sự hỗn loạn của cuộc sống hàng ngày. Sự tương tác giữa các đại dương cũng là yếu tố càng làm tăng thêm vẻ đẹp của chúng. Hoàng hôn tỏa ánh sáng vàng ấm áp trên mặt nước, biến nó thành một bức tranh màu sắc lung linh. Sức mạnh và sự hùng vĩ của những đợt sóng xô vào vách đá thể hiện sức mạnh nguyên sơ của thiên nhiên. Và vào những đêm yên tĩnh, khi đại dương phản chiếu bầu trời đầy sao phía trên, tạo nên một khung cảnh không khác gì thiên đường. Những yếu tố này kết hợp với nhau một cách hài hòa, tạo nên những khung cảnh đẹp không gì sánh bằng, khiến chúng ta phải lóa mắt và kinh ngạc. Các đại dương cũng chứa đựng một sự huyền bí nhất định, một cảm giác hoang sơ khơi dậy trí tò mò của chúng ta và mời gọi chúng ta khám phá. Chúng là biên giới cuối cùng, với những phần rộng lớn vẫn chưa được khám phá và hiểu một cách đầy đủ.
từ những hang động ẩn giấu dưới nước cho đến những rãnh biển sâu chưa được khám phá. Đại dương ẩn chứa những bí mật và bí ẩn tiếp tục thu hút trí tưởng tượng của con người. Chính sự kết hợp của những yếu tố này, sự bao la, màu sắc, sự đa dạng sinh học, sự yên bình, sự tương tác giữa các yếu tố và cảm giác khám phá đã khiến đại dương trở nên đẹp đẽ. Chúng là minh chứng cho sự kỳ diệu của thiên nhiên, mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng và truyền cảm hứng để chúng ta bảo vệ và trân trọng chúng mãi mãi. Đại dương lớn nhất trên trái đất là Thái Bình Dương, Pacific Ocean, được đặt tên theo cảm nhận về sự yên bình trong tiếng Pháp của nhà thám hiểm Ferdinand Magellan. Nhưng bất chấp tên gọi nhẹ nhàng của nó, khu vực này phải hứng chịu nhiều thảm họa thiên nhiên như bão, cuồng phong, động đất và hoạt động núi lửa. Sóng thần do động đất dưới nước gây ra cũng gây ra sự tàn phá đáng kể. Bao phủ khoảng 1/3 bề mặt trái đất, Thái Bình Dương có diện tích 165.250.000 km2. Nó trải dài khoảng 15.500 km từ biển Bering của Bắc Cực đến biển Ross của Nam Cực. Tại điểm rộng nhất nằm ở phía đông trong vùng vĩ độ 5 độ Bắc. Nó trải dài 19.800 km từ Indonesia đến bờ biển Colombia. Eo biển Malacca được coi là điểm xa nhất về phía tây của nó. Thái Bình Dương cũng là nơi ngự trị của rãnh Mariana. Đây là điểm thấp nhất được biết đến trên trái đất và là phần sâu nhất của đại dương, đạt độ sâu hơn 10.000 mét dưới mực nước biển. Tại đây cũng có những rãnh khác như rãnh Philippines và rãnh Tonga nằm sát rìa ngoài của thêm lục địa rộng lớn phía tây Thái Bình Dương. Nó chứa số lượng đảo đáng kể nhất trong số tất cả các đại dương, với khoảng 25.000 hòn đảo ở Thái Bình Dương. Hầu hết đáy Thái Bình Dương cũng khá bằng phẳng, với độ sâu trung bình không quá 4.500 mét. Đại Tây Dương, Atlantic Ocean, là đại dương lớn thứ hai và chiếm khoảng 1/5 diện tích đại dương toàn cầu. Cái tên của nó được lấy cảm hứng từ Atlas trong thần thoại Hy Lạp, một Titan bị kết án phải giữ trái đất trên vai mình mãi mãi. Nó được kết nối với Thái Bình Dương bởi Bắc Băng Dương ở phía Bắc và Nam Đại Dương ở phía Nam. Đại Tây Dương nằm ở giữa châu Phi, châu Âu, châu Mỹ, Bắc Cực và Nam Đại Dương. Vùng nước này được chia thành Bắc Đại Tây Dương và Nam Đại Tây Dương bởi dòng chảy ngược ở xích đạo. Nó có địa lý đa dạng với nhiều vịnh và biển, bao gồm biển Caribe, vịnh Mexico và biển Địa Trung Hải. Đại Tây Dương được đánh dấu bằng Mid-Atlantic Ridge, một dãy núi ngầm khổng lồ cùng nhiều lưu vực và rãnh khác nhau. Đây là tuyến đường quan trọng cho thương mại và vận chuyển giữa Bắc Mỹ, châu Âu và các khu vực khác. Đại Tây Dương hỗ trợ nhiều loại sinh vật biển và chứa đựng các đặc điểm biển sâu như núi ngầm và rãnh. Ấn Độ Dương, Indian Ocean, là đại dương lớn thứ ba, bao phủ khoảng 20% bề mặt nước của trái đất, với diện tích vào khoảng 70.560.000 km2. Nó giáp với Nam Á, bán đảo Ả Rập, châu Phi, bán đảo Mã Lai, quần đảo Sunda và Úc. Ấn Độ Dương có địa lý phức tạp với nhiều hòn đảo và thêm lục địa khác nhau. Nó được đặc trưng bởi sự hội tụ của các mảng lục địa, châu Phi, Ấn Độ và Nam Cực. Gió mùa kiểm soát dòng hải lưu của Ấn Độ Dương, chảy theo chiều kim đồng hồ ở bán cầu Bắc và ngược kim đồng hồ ở bán cầu Nam. Ấn Độ Dương là tuyến đường trung chuyển quan trọng giữa châu Á và châu Phi, và lịch sử của nó được đánh dấu bằng những cuộc xung đột giữa các quốc gia. Nhiệt độ và độ mặn của đại dương này là khác nhau giữa các vùng khác nhau, và nó hỗ trợ sự sống cho nhiều loài sinh vật biển đa dạng. Phần sâu nhất của Ấn Độ Dương là rãnh Java sâu hơn 7.000 mét, và độ sâu trung bình của Ấn Độ Dương là 3.890 mét. Nhiều con sông chảy vào Ấn Độ Dương, trong đó có con sông Zambezi nổi tiếng ở Zambia, châu Phi. Ấn Độ Dương cũng bao gồm các vùng biển và vịnh như biển Ả Rập và vịnh Oman. Nam Đại Dương, Southern Ocean, là vùng nước lớn thứ tư trên thế giới và bao quanh Nam Cực. Vùng nước này được Tổ chức Thủy văn Quốc tế chính thức công nhận là Đại Dương vào năm 2000. Điều này là do nó được tạo thành từ các phần của Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
mang trong mình 71.800.000 km khối nước và có diện tích khoảng 21.960.000 km2. Năm đại dương chủ yếu là các vùng nước sâu và bao gồm thêm lục địa Nam Cực có cấu tạo sâu và hẹp bất thường. Điểm thấp nhất của năm đại dương có độ sâu hơn 7.200 m ở đầu phía nam của rãnh Nam Sandwich và có độ sâu trung bình 3.270 m. Dòng hải lưu vòng Nam Cực là dòng hải lưu lớn nhất thế giới. Nó di chuyển vĩnh viễn về phía đông và đóng một vai trò quan trọng trong sự hoàn lưu của đại dương. Nó có lưu lượng gấp trăm lần tất cả các con sông trên thế giới cộng lại. Khu vực này đang phải đối mặt với các vấn đề môi trường như giảm năng suất biển do bức xạ cực tím của mặt trời tăng và các hoạt động đánh bắt trái phép. Bắc băng dương Arctic Ocean là đại dương nhỏ nhất và lạnh nhất trên thế giới. Nó được chia cắt bởi sườn núi ngầm Lomonosov Ridge thành hai lưu vực sâu, lưu vực Á-Âu hay Nansen và lưu vực Bắc Mỹ hay Hyperborean. Khu vực này có địa hình đa dạng, bao gồm các rặng núi đứt gãy, đồng bằng vực thẳm và vực sâu đại dương. Khu vực này cũng nằm ở phía bắc vòng Bắc Cực, giữa châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Diện tích của nó khoảng 14 triệu km2, trong khi điểm sâu nhất là 5.500 m, thì độ sâu trung bình của nơi này chỉ là 987 m. Dòng nước chảy vào Bắc băng dương lớn nhất đến từ Đại Tây Dương qua dòng hải lưu Na Uy. Nước cũng chảy vào Bắc băng dương từ Thái Bình Dương qua eo biển Bering. Dòng chảy Đông Greenland là dòng chảy chính của nó. Bắc băng dương từng được bao phủ bởi băng quanh năm, nhưng hiện nay lượng băng này đã thấp hơn do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Sinh vật biển ở đây tương đối khan hiếm, ngoại trừ ở vùng biển rộng mở phía nam, vì nước ở khu vực này không bị đóng băng. Bắc băng dương cũng rất quan trọng đối với giao thông hàng không, vì nó cung cấp tuyến đường ngắn nhất giữa Bắc Mỹ và châu Âu. Nhìn chung, mỗi đại dương trong số 5 đại dương lớn đều có những đặc điểm riêng thú vị về mặt địa lý, dòng hải lưu, sinh vật biển và môi trường. Chúng đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống khí hậu của trái đất, giao thông toàn cầu và đa dạng sinh học. Nhưng độ lớn của đại dương không chỉ giới hạn ở kích thước của chúng. Chiều sâu cũng là một thước đo quan trọng đối với những khu vực này. Đi dần đến những độ sâu không thể dò được, đại dương ẩn chứa những bí mật vẫn chưa được khám phá đầy đủ. Độ sâu trung bình của các đại dương là khoảng 3.800 mét. Trong đó, rãnh Mariana nằm ở phía tây Thái Bình Dương, đạt độ sâu đáng kinh ngạc khoảng 11.000 mét. Nói một cách dễ hiểu, nếu đỉnh Everest là đỉnh cao nhất trên đất liền, được đặt ở rãnh Mariana, thì đỉnh của nó vẫn ở độ sâu khoảng 2 km dưới nước. Tầm quan trọng của đại dương không chỉ đơn thuần là sự hiện diện vật lý, mà còn bao gồm ý nghĩa sinh thái của chúng. Những vùng nước rộng lớn này chứa đựng một lượng lớn sự sống đặc biệt, hình thành nên hệ sinh thái phức tạp hỗ trợ vô số loài. Từ những sinh vật cực nhỏ như các sinh vật phù du cung cấp năng lượng cho mạng lưới thức ăn biển, cho đến những loài khổng lồ đáng kinh ngạc như loài cá voi lang thang qua các vùng biển rộng lớn. Sự đa dạng sinh học trong các đại dương thật ngoạn mục. Hơn nữa, các đại dương đóng một vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu trái đất. Chúng hoạt động như một bộ tản nhiệt khổng lồ, hấp thụ và phân phối lại nhiệt trên khắp hành tinh, trực tiếp ảnh hưởng đến các kiểu thời tiết và điều khiển hệ thống khí hậu toàn cầu. Các dòng hải lưu, chẳng hạn như dòng hải lưu Gulf, mang dòng nước ấm đi qua một khoảng cách địa lý rộng lớn, định hình khí hậu khu vực và ảnh hưởng đến sự phân bố sự sống trên trái đất. Về bản chất, đại dương là nhịp tim của hành tinh chúng ta, tạo nên sự cân bằng tinh tế nhằm duy trì sự sống như chúng ta biết. Các đại dương cũng thể hiện mối liên kết giữa thế giới của chúng ta, để lộ ra những sức mạnh to lớn đang hình thành nên sự tồn tại của chúng ta. Chúng là minh chứng cho những điều kỳ diệu của thiên nhiên, nhắc nhở chúng ta về vị trí của mình trong tấm thảm cuộc sống phức tạp này, và làm chúng ta ngạc nhiên trước sự rộng lớn vô biên của các đại dương, vì bên trong độ sâu của chúng là một thế giới chứa đựng những khả năng vô tận và những kho báu khổng lồ đang chờ được khám phá.
các đại dương sở hữu sức mạnh to lớn và ảnh hưởng đến các khía cạnh khác nhau của hành tinh xanh. Chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các kiểu khí hậu toàn cầu, hấp thụ và lưu trữ một lượng lớn nhiệt từ mặt trời, phân phối nó đi khắp hành tinh thông qua các dòng hải lưu. Quá trình này giúp điều hòa nhiệt độ, ngăn ngừa sự biến động cực đoan giữa các mùa và các vùng. Đại dương tác động đáng kể đến hệ thống thời tiết. Sự bốc hơi từ bề mặt đại dương thúc đẩy chu trình nước, góp phần hình thành mây, mưa và bão. Sự trao đổi nhiệt và độ ẩm giữa đại dương và khí quyển ảnh hưởng đến sự hình thành và cường độ của bão, sóng thần và các hiện tượng thời tiết khác. Các đại dương cũng hoạt động như một bể chứa carbon khổng lồ, hấp thụ một phần đáng kể lượng carbon dioxide thải vào khí quyển. Quá trình này giúp giảm thiểu tác động cực đoan của phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, việc hấp thụ carbon quá mức đã dẫn đến hiện tượng axit hóa đại dương, gây ra mối đe dọa cho hệ sinh thái biển. Đại dương cũng hỗ trợ nhiều dạng sống và hệ sinh thái phong phú. Các rạn san hô, rừng ngập mặn, rừng tảo bẹ và các môi trường sống ở biển khác là nơi sinh sản và chăm sóc con non quan trọng của nhiều loài. Những hệ sinh thái này cũng cung cấp thực phẩm, sinh kế và nguồn lực khác cho hàng triệu người trên toàn thế giới. Đại dương bao phủ hơn 70% bề mặt trái đất. Điều này khiến chúng trở thành phương tiện quan trọng cho giao thông và thương mại toàn cầu. Các tuyến hàng hải tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển hàng hóa, nhiên liệu và nguyên liệu thô giữa các châu lục. Tạo điều kiện cho thương mại quốc tế và liên kết kinh tế. Sức mạnh của dòng hải lưu, thủy triều và sóng có thể được khai thác để tạo ra năng lượng tái tạo. Các công nghệ như tua bin thủy triều, bộ chuyển đổi năng lượng sóng và trang trại gió ngoài khơi đang được phát triển để khai thác tiềm năng năng lượng to lớn này, góp phần tạo nên một tương lai năng lượng bền vững. Các đại dương có rất nhiều tài nguyên quý giá như cá, khoáng sản và dự trữ năng lượng. Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản cung cấp nguồn dinh dưỡng và sinh kế cho hàng triệu người trên toàn thế giới. Hơn nữa, trữ lượng dầu khí ngoài khơi cũng như trữ lượng khoáng sản dưới đáy đại dương có tiềm năng đáp ứng nhu cầu năng lượng và tài nguyên toàn cầu. Nói về sinh vật biển, đại dương là nơi sinh sống của vô số sinh vật và hệ sinh thái đa dạng. Và chúng không chỉ đẹp về ngoại hình. Bạn có biết rằng đại dương giống như những siêu xa lộ cho thương mại toàn cầu? Phần lớn bề mặt trái đất được bao phủ bởi nước. Vì vậy, việc tàu thuyền di chuyển tấp nập ở đây là điều dễ hiểu. Chúng giúp vận chuyển hàng hóa, nhiên liệu và nguyên liệu thô trên khắp thế giới, giúp nền kinh tế phát triển ổn định. Chúng ta sẽ đi sâu vào những điều kỳ diệu của thế giới dưới nước này và làm sáng tỏ một số bí mật mà nó nắm giữ. Một trong những điều gây ấn tượng với chúng ta khi bắt đầu khám phá đa dạng sinh học đại dương là sự phong phú tuyệt đối của các loài sống ở đại dương. Từ sinh vật phù du cực nhỏ đến cá voi khổng lồ, đại dương chứa đựng vô số sinh vật đáng kinh ngạc. Những loài cá với màu sắc rực rỡ và hoa văn phức tạp lướt đi trong nước. Những chú rùa biển xinh đẹp duyên dáng lướt qua dòng nước, trong khi những chú cá heo vui tươi nhảy nhót và nô đùa trên sóng. Và còn đó những người khổng lồ hùng vĩ của đại dương, loài cá voi hùng mạnh vượt qua những khoảng cách rộng lớn nhất và thu hút trí tưởng tượng của chúng ta. Khi lặn sâu hơn, người ta phát hiện ra rằng đại dương không chỉ là một môi trường đồng nhất duy nhất, mà là một tấm thảm phức tạp về môi trường sống và hệ sinh thái. Ví dụ, các rạn san hô là điểm nóng đa dạng sinh học hỗ trợ sự sống của rất nhiều loài. Những thành phố dưới nước sôi động này được xây dựng bởi các polyp san hô nhỏ bé, là nơi sinh sống của vô số loài cá, động vật giáp xác và động vật không xương sống khác. Mối quan hệ cộng sinh phức tạp giữa san hô và các sinh vật cư trú của chúng tạo ra sự cân bằng tinh tế giữa cuộc sống tấp nập và màu sắc sống động. Rời xa những rạn san hô nhộn nhịp, chúng ta di chuyển đến đại dương rộng lớn, nơi thường được gọi là hoang mạc xanh. Ở đây, trong vùng cá nổi, thoạt nhìn sự đa dạng có vẻ ít rõ ràng hơn, nhưng nó không kém phần đáng chú ý. Những đàn cá lấp lánh di chuyển dọc theo cột nước. Chuyển động đồng bộ của chúng tạo nên những màn trình diễn ngoạn mục.
các loài động vật có vú ở biển lặn sâu, như cá nhà táng bí ẩn, đi lang thang ở các độ sâu để tìm kiếm thức ăn, trong khi những con cá mập duyên dáng tuần tra vùng biển rộng mở. Tiến sâu hơn nữa vào độ sâu của đại dương, chúng ta chạm trán với thế giới bí ẩn của vực thẳm. Trong môi trường khắc nghiệt này, nơi ánh sáng mặt trời hầu như không xuyên qua được, vô số sinh vật kỳ lạ và hấp dẫn phát triển mạnh mẽ. Cá cần câu biển sâu với mồi phát quang sinh học, lường nuốt nước trong kỳ dị và sữa trong mờ với vẻ đẹp khác lạ, tiết lộ khả năng thích nghi đáng kinh ngạc đã tiến hóa trong bóng tối. Khi chúng ta ngạc nhiên trước tấm thảm phong phú của sự sống trong đại dương, chúng ta sẽ nhận ra tầm quan trọng sống còn của sự đa dạng sinh học ở đây. Những hệ sinh thái đa dạng này không chỉ cung cấp ngôi nhà cho vô số loài, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của hành tinh chúng ta. Thực vật phù du là những loài thực vật cực nhỏ sống trên bề mặt đại dương, tạo ra hơn một nửa lượng oxy mà chúng ta hít thở. Rừng ngập mặn và cánh đồng cỏ biển đóng vai trò là nơi sinh sản của nhiều loài sinh vật biển khác nhau và đóng vai trò là vùng đệm chống xói mòn bờ biển. Tuy nhiên, đa dạng sinh học đại dương phải đối mặt với nhiều thách thức và mối đe dọa. Bảo tồn và bảo vệ đa dạng sinh học đại dương không chỉ là vấn đề bảo tồn những kỳ quan của thế giới, mà còn cần thiết cho sự thịnh vượng và bền vững của xã hội loài người. Khám phá đa dạng sinh học đại dương là một cuộc hành trình vào một thế giới có vẻ đẹp đầy cảm hứng, những mối quan hệ phức tạp và các quá trình sinh thái quan trọng. Từ những tràng san hô nhộn nhịp đến đại dương rộng lớn và vực thẳm bí ẩn, các đại dương chứa đựng sự đa dạng đáng kinh ngạc của sự sống. Khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu và đánh giá những điều kỳ diệu bên dưới những con sóng, việc hiểu được mối liên hệ sâu sắc giữa cuộc sống có thể đảm bảo sức khỏe và khả năng phục hồi của các đại dương, cũng như những dịch vụ vô giá mà chúng cung cấp. Đắm chìm trong thế giới đầy mê hoặc của các tràng san hô, nơi kín vạn hoa đầy màu sắc đang chờ bạn khám phá. Những xứ sở thần tiên dưới nước này là minh chứng cho vẻ đẹp và sự đa dạng của sinh vật biển. Trong cuộc phiêu lưu này, chúng ta sẽ thấy được tấm thảm màu sắc rực rỡ tô điểm cho những hệ sinh thái đặc biệt này và tầm quan trọng mà chúng mang lại. Các tràng san hô là những đô thị nhộn nhịp dưới những con sóng, tràn đầy sức sống và là một bản giao hưởng của màu sắc. Hãy tưởng tượng bạn đang lặn xuống làn nước trong xanh, ấm áp, được bao quanh bởi những sắc màu ngoạn mục. Bản thân san hô với cấu trúc phức tạp và mảng màu sắc đáng kinh ngạc, tạo thành xương sống của kiệt tác dưới nước này. San hô mềm mại lắc lư nhẹ nhàng, thể hiện các sắc thái hồng, cam và tím, tạo nên một vũ điệu màu sắc thanh tao. San hô cứng với bộ xương bằng đá nổi bật lên với màu vàng, xanh lam và xanh lục rực rỡ, vẽ nên rạn san hô bằng những nét sống động. Những hệ sinh thái dưới nước mỏng manh này được hình thành bởi các tập đoàn polyp san hô nhỏ, đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ bờ biển của chúng ta. Vẻ đẹp của rạn san hô không chỉ mang tính thẩm mỹ, nó biểu thị tầm quan trọng sinh thái đáng kinh ngạc của các hệ sinh thái này. Thường được gọi là sừng nhiệt đới của biển, sự đa dạng đáng kinh ngạc của các loài mà chúng hỗ trợ là điều không thể đong đếm. Các tràng san hô là điểm nóng về đa dạng sinh học. Chúng hỗ trợ một lượng lớn các loài sinh vật biển. Chúng cung cấp môi trường sống, nơi trú ẩn và nơi sinh sản quan trọng cho vô số sinh vật, từ cá con nhỏ đến rùa biển hùng vĩ. Cấu trúc phức tạp của các tràng san hô cung cấp nơi ẩn náu, nơi sinh sản và nơi kiếm ăn, tạo nên một hệ sinh thái thịnh vượng nơi vô số loài cùng tồn tại. Nhưng màu sắc của các tràng san hô vượt xa sự thú vị về mặt thị giác. Chúng là minh chứng cho mối quan hệ cộng sinh phức tạp tồn tại trong các hệ sinh thái này. San hô hình thành mối quan hệ đối tác với loài tảo nhỏ gọi là Zooxanthellae, cư trú trong các mô của chúng. Những loài tảo này khai thác năng lượng của mặt trời thông qua quá trình quang hợp và cung cấp cho san hô các chất dinh dưỡng quan trọng. Đổi lại, san hô cung cấp một môi trường được bảo vệ và tiếp cận ánh sáng mặt trời cho tảo.
Màu sắc rực rỡ mà chúng ta nhìn thấy là kết quả của các sắc tố được tạo ra bởi cả san hô và tảo, có tác dụng như một loại kem chống nắng tự nhiên để bảo vệ khỏi ánh nắng quá mức. Trong các rặng san hô còn có vô số sinh vật biển rực rỡ, mỗi loài tạo thêm nét rực rỡ riêng cho khung cảnh dưới nước. Những con cá đủ hình dạng, kích cỡ và màu sắc lao đi giữa các rặng san hô, tạo nên một màn trình diễn chuyển động và hoa văn đầy mê hoặc. Cá hề có màu sắc rực rỡ, cá vẹt sống động và cá bướm tinh tế góp thêm màu sắc đa dạng của chúng vào bảng màu của rặng san hô. Động vật không xương sống, chẳng hạn như hải quỳ, sao biển và động vật giáp xác góp phần tạo nên kính vạn hoa với màu sắc ấn tượng và thiết kế phức tạp, hòa quyện hoàn hảo với san hô. Hơn nữa, các rặng san hô đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của hành tinh chúng ta. Chúng đóng vai trò như những rào cản tự nhiên, bảo vệ bờ biển khỏi sức tàn phá của sóng và bão. Bằng cách hấp thụ năng lượng sóng, chúng giúp ngăn ngừa sự xói mòn và bảo vệ các cộng đồng lân cận. Các rặng san hô cũng góp phần vào chu trình carbon toàn cầu. Trong đó, san hô và các sinh vật rặng san hô khác đóng vai trò trong việc cô lập và lưu trữ carbon. Ngoài vai trò bảo vệ và sinh thái, các rặng san hô còn mang lại lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương và quốc gia. Các hoạt động du lịch và giải trí tại rặng san hô như lặn bằng ống thở và lặn biển thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới, thúc đẩy nền kinh tế địa phương và tạo cơ hội việc làm. Vẻ đẹp và sự đa dạng sinh học của các rặng san hô là tài sản vô giá được cả người dân địa phương cũng như khách du lịch trân trọng. Bảo tồn và khôi phục các hệ sinh thái mỏng manh này là rất quan trọng để bảo vệ các khu vực ven biển, duy trì sinh kế và bảo tồn vẻ đẹp đáng kinh ngạc cũng như đa dạng sinh học của thế giới dưới nước trên hành tinh chúng ta. Khi bước vào thế giới của các loài động vật biển, loài cá voi khổng lồ hiền lành của đại dương gợi lên cảm giác kinh ngạc và ngưỡng mộ. Những loài động vật có vú khổng lồ ở biển này, từ cá voi xanh hùng mạnh đến cá voi lưng cù nhào lộn, là một trong những sinh vật lớn nhất trên trái đất. Kích thước tuyệt đối của chúng đủ để khiến chúng ta khó thở. Tuy nhiên, chính trí thông minh, cấu trúc xã hội phức tạp và những hành vi đáng chú ý của những loài cá này mới thực sự thu hút chúng ta. Cá voi nổi tiếng với những cuộc di cư phi thường, trải dài hàng nghìn km khi chúng băng qua các đại dương để tìm kiếm thức ăn và nơi sinh sản. Chứng kiến cảnh tượng mẹ và con nổi lên mặt nước hay nghe những bài hát đầy ám ảnh của cá voi đực vang trong nước là một trải nghiệm để lại dấu ấn khó phai mờ. Loài rùa biển tượng trưng cho trí tuệ, sự trường thọ và khả năng phục hồi. Những sinh vật cổ xưa này đã lang thang trên khắp các đại dương trong hàng triệu năm, sống sót qua nhiều thử thách của thời gian. Từ loài rùa lưng già dũng mãnh, loài rùa lớn nhất trong số các loài rùa biển, cho đến loài rùa đồi mồi thanh tú với những mẫu mài phức tạp. Những sinh vật này thể hiện sức mạnh ấn tượng, nhưng chúng cũng dễ bị tổn thương. Rùa có một vòng đời độc đáo, đưa chúng từ những bãi biển đầy cát, nơi chúng đẻ trứng, đến vùng biển rộng lớn, nơi chúng dành phần lớn cuộc đời của mình để kiếm ăn. Khả năng điều hướng của chúng rất đáng kinh ngạc. Rùa biển dựa vào từ trường của trái đất và các tín hiệu cảm giác khác để tìm đường đi qua những khoảng cách rộng lớn. Cá heo, với bản tính vui tươi và trí thông minh đáng kinh ngạc, mang lại niềm vui và sự mê hoặc cho những cuộc gặp gỡ của con người với đại dương. Những sinh vật nhào lộn và có tính xã hội cao này đã chiếm được cảm tình của mọi người trên khắp thế giới. Cá heo được biết đến với kỹ năng giao tiếp phức tạp, chiến lược săn mồi hợp tác và khả năng nhảy và nhào lộn trong nước. Những động vật có vú có sức lôi cuốn này tạo thành các nhóm gia đình gắn kết chặt chẽ được gọi là đàn, nơi các cá thể làm việc cùng nhau để tìm thức ăn, bảo vệ lẫn nhau và tham gia vào các tương tác xã hội. Bơi cùng đàn cá heo, chứng kiến những chuyển động đồng bộ của chúng và nghe thấy tiếng click và tiếng huýt sáo của chúng là một trải nghiệm thực sự kỳ diệu. Và bạn có ấn tượng gì về sự đa dạng hấp dẫn của đại dương? Để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé!